Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Sáng nay ngày 4 tháng 4 năm 2023, sáng nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh cầu Mỹ Thuận 2 ở hai trụ tháp chính dây văn T15 bờ Tiền Giang cũng như là T16 bờ Vĩnh Long cho các cô chú anh chị khán giả được biết nha. Thì ở đầu video thì mình sẽ cập nhật bờ Tiền Giang trước, rồi sau đó là mình sẽ quay lại bờ Vĩnh Long sau ha. Thì hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân, các anh kỹ sư của cáp dây văn và đơn vị chung chính đã hoàn thành kéo cáp dây văn số 5 cũng như là đang lắp đặt cốt thép ở khối dầm K5 đó của chú anh chị ơi. Thì hôm nay thì mình thấy là thời tiết nắng cũng rất là ok luôn, nên là cái tiến độ thi công nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều luôn. Nên là hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật toàn cảnh hai trụ tháp gõ nhất để mà các cô chú anh chị thấy được cái tiến độ xây dựng như thế nào ha. Còn ở trụ T16 thì có thể là trong hôm nay hoặc là ngày mai thì có thể là các anh sẽ tiến hành bơm bê tông đó cô chú anh chị ơi. Cái phần cốt thép thì mình thấy ở ngoài mặt sông đã gần như xong xuôi hết rồi. Còn ở phía bên trong bờ thì cũng sắp xong rồi đó cô chú anh chị ơi. Thì các anh đang lắp những cái ống chờ để mà thi công này cô chú anh chị rất là nhiều luôn ha. Thì hôm nay thì toàn cảnh cầu Mỹ Thuận 2 hôm nay có gì thay đổi? Bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha. Trong video thì mình có nói những cái từ ngữ nào mà về xây dựng chưa có đúng á, thì rất là mong các cô chú anh chị cùng nhau góp ý thêm cho mình để mà mình hoàn thiện hơn ở những video sau nha. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị rất là nhiều. We'll be right back.